Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chương trình hôm nay với sự tham gia của Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sự, chủ nhiệm khoa lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị. Chúng ta sẽ cùng nhận diện những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch phản động và những kẻ cơ hội đội lốt các nhà hoạt động nhân quyền, nhà yêu nước trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Để chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, từ đầu tháng 10 năm 2018, các tiểu ban của đại hội bao gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội cũng đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngay sau khi thành lập, các tiểu ban đều do từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo, đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế, tổ chức họp nhiều lần để thống nhất từng nội dung, nhất là những nội dung quan trọng. Công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được cấp ủy tổ chức Đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là từ đầu Đại hội 12 đến nay, về cơ bản đã được hoàn thiện. Các đồng chí dự nguồn trong diện quy hoạch đều được Trung ương và các cấp ủy quan tâm tạo điều kiện cho đi đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển công tác để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, thì đây thực sự là bước chuẩn bị chu đáo, bài bản và chủ động từ sớm từ xa về công tác nhân sự cho đại hội khóa tới của Đảng. Các đại biểu của đại hội 13 sắp tới là bỏ phiếu tín nhiệm những người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng. Bởi vì những người đã giới thiệu ra ứng cử đại hội thì đã là những người đã đủ tiêu chuẩn vào trung ương. Nhưng mà mình sẽ phải lựa chọn trong cái số ấy để tìm ra những người xứng đáng, ưu tú nhất. Thế thì quả thật cái công tác chuẩn bị nhân sự là rất là bài bản. Và so với những nhiệm kỳ trước đây thì mình làm một cách quyết liệt, chặt chẽ, có trách nhiệm hơn rất nhiều. Thưa đồng chí, qua clip trên thì có thể cho thấy là Đảng ta đã có sự chuẩn bị rất là nghiêm túc và kỹ càng cho Đại hội Đảng lần thứ 13, nhất là về công tác xây dựng văn kiện và nhân sự. Đồng chí có thể làm rõ hơn về công tác chuẩn bị này ạ? Chúng ta biết là Đại hội lần thứ 13 của Đảng dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 1 năm 2021, có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần đánh giá tổng kết lại quá trình thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới, mà đồng thời nó còn đánh giá tổng kết lại quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh năm 2011, nhìn lại 35 năm đổi mới, và đặc biệt là đại hội lần này còn xác định mục tiêu phương hướng tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045. Chính vì những nội dung rất quan trọng như thế, cho nên là công tác chuẩn bị của đại hội được tiến hành rất là kỹ càng, chu đáo, không bỏ sót. Và với quan điểm, tức là phân công phân nhiệm đến từng bộ phận, từng lực lượng một cách rất là cụ thể, rõ ràng. Và có như vậy chúng ta mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Vậy thì cái công tác chuẩn bị cho đại hội đảng lần này thì có điểm gì mới so với các kỳ đại hội trước ạ? Điểm mới thứ nhất là về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Thời gian chuẩn bị cho các văn kiện trình đại hội 13 của đảng rất dài, tức là 24 tháng, và dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu khảo sát thực tế. Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc nghiên cứu khảo sát thực tế lần này phải làm có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đích, có kế hoạch rõ ràng, không gây phiền hà cho các địa phương. Từ đầu năm đến nay thì bắt đầu từ Tổng Bí thư cho đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, đến Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đến Thường trực Ban Bí thư, thế rồi là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thì chúng ta thấy rằng là các đồng chí đã rất tích cực hoạt động đi nghiên cứu khảo sát thực tế ở các cái địa bàn vùng miền khác nhau để tăng thêm cái cơ sở, có thêm những cái cứ liệu để bổ sung, phát triển và đưa vào những cái văn kiện. Vấn đề thứ hai về vấn đề nhân sự. So với các đại hội trước, nếu như Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 có thông qua đề án quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ 2016-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo, thì đại hội lần này chỉ làm công tác quy hoạch cho nhiệm kỳ 2021-2025.
20 năm. Đợt này làm không đồng loạt như những cái nhiệm kỳ trước đây, mà chúng ta tiến hành từng bước. Công tác nhân sự ở đại hội này cũng được chuẩn bị một cách rất là kỹ càng. Đó là về tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch cấp chiến lược. Ngoài tiêu chuẩn về mặt bản lĩnh chính trị, về phẩm chất, về năng lực, thì đợt này Trung ương có chỉ đạo không để lọt những trường hợp còn có một số những hạn chế, những khuyết điểm. Như đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng là có rất nhiều cái mới, đúng không ạ? Vậy thì công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị về văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng lần này thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Tôi cho rằng đây là hai vấn đề rất là quan trọng ở bất kỳ một cái đại hội nào cũng thế, vì nó liên quan trực tiếp đến sự thành công hay là không thành công của đại hội. Và không dừng lại ở khía cạnh đó, nó còn liên quan trực tiếp đến tương lai tiền đồ phát triển của đất nước. Bởi vì văn kiện là những vấn đề nó thể hiện cái tư tưởng, phương hướng, chiến lược của cách mạng, của đất nước. Cho nên là nếu như công tác chuẩn bị văn kiện mà không được chu đáo thì chúng ta sẽ không có được những cái định hướng chính trị đúng đắn, không có những cái giải pháp phù hợp để phát triển đất nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là công tác nhân sự, nếu như chúng ta không chuẩn bị kỹ càng chu đáo về vấn đề này thì chúng ta sẽ không có được một cái đội ngũ cán bộ ngang tầm, xứng tầm với yêu cầu đòi hỏi của đất nước cũng như là sự mong đợi của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Đúng là chỉ có làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị về văn kiện cũng như là nhân sự, thì chúng ta mới có được một kỳ đại hội đảng thành công, và đảng ta thì mới vững tay chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc đi tới tương lai, đúng không ạ? Và cũng chính vì vậy mà thời gian gần đây thì các thế lực thù địch phản động cấu kết với những kẻ cơ hội công thần đang tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo nhằm tác động tới công tác chuẩn bị cho đại hội đảng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn. Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà cách mạng Việt Nam đang thực hiện. Đả kích, hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân quyền bằng những thông tin bịa đặt, cắt ghép. Tung tin thất thiệt về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng, lợi dụng việc Đảng ta xử lý những cán bộ tha hóa biến chất để vu cáo Đảng ta độc tài, độc đảng mới sinh ra tham nhũng, rồi kêu gọi đa nguyên, đa đảng. Đó là những chiêu trò không mới nhưng hết sức nguy hiểm mà các thế lực thù địch phản động đang giáo diết thực hiện nhằm tác động tới công tác chuẩn bị cho đại hội của Đảng ta và làm chệch hướng phát triển của đất nước. Cùng với thủ đoạn trên, những kẻ cơ hội phản động còn cấu kết chặt chẽ với các thế lực phản động bên ngoài và những người công thần địa vị bên trong, sử dụng triệt để mạng xã hội để tuyên truyền kích động và thực hiện mưu đồ thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Xuyên tạc cả những vấn đề về đối ngoại, đặc biệt lợi dụng những vấn đề căng thẳng Biển Đông, họ tìm cách để họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trên cái lĩnh vực đó. Họ đòi phải phi chính trị hóa, rồi trung lập cái lực lượng vũ trang của mình, thế rồi phủ nhận lịch sử hai cuộc kháng chiến, rồi cách mạng tháng 8, rồi nhiều cái lĩnh vực khác, rồi đặc biệt là họ phủ nhận cái thành quả của thời kỳ đổi mới, tìm mọi cách để lôi kéo những cái phần tử bất mãn cơ hội chính trị ngay trong nội bộ của mình, suy thoái về đạo đức, rồi lối sống, rồi về tư tưởng chính trị mà trao đảo nghiêng ngả, chính từ những cái người này để lại thúc đẩy những cái luận điệu để phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước. Vâng ạ, đồng chí có những bình luận gì khi xem xong clip này ạ? Tôi cho rằng đây là một cái hình thức, một cái thủ đoạn không mới, đã thành thông lệ cứ mỗi khi đất nước ta, dân tộc ta và đặc biệt là trước thềm đại hội Đảng. Vâng. Thì có thể nói là họ thường xuyên xuất hiện và thường xuyên đưa ra những cái góp ý, những cái tâm thư, những cái thư ngỏ mà họ tự cho rằng, họ tự nhận rằng họ là những người yêu nước, họ muốn góp ý với Đảng, muốn góp ý với nhà nước để đưa đất nước phát triển. Nhưng thực ra chúng ta phải hết sức tỉnh táo vấn đề này. Tất cả những lực lượng này ra vẻ là để góp ý với Đảng và nhà nước, nhưng thực ra đó là hoàn toàn mang chủ ý cá nhân. Những cái tư tưởng, những cái góp ý của họ không vì sự phát triển của đất nước, không vì sự vững mạnh của Đảng, mà thực ra đó là họ đang chống đối Đảng, xuyên tạc bóp méo sự thật nhằm gây cái tư tưởng hoang mang, dao động trong quần chúng nhân dân.
những người tự nhận mình là nhà dân chủ, nhà yêu nước để đưa ra những thư ngỏ hay là tâm thư với nội dung xuyên tạc đó thì thực chất họ là ai ạ? Như chúng ta vừa xem tất cả những nhân vật đã xuất hiện qua clip vừa rồi, đây chỉ là một số nhỏ thôi. Vâng. Trước hết đây là những lực lượng đã từng bại trận ở Việt Nam, hiện nay họ đang sống lưu vong ở nước ngoài, làm tay sai cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Và cái tư tưởng của cái lực lượng này có thể nói là luôn luôn có ý định phục thù. Đối tượng thứ hai nữa, đó chính là những cái kẻ cơ hội bất mãn, những thành phần tội phạm xã hội. Và đặc biệt, trong đó có cả một bộ phận nhẹ dạ cả tin, bị kẻ xấu mua chuộc lôi kéo. Và rất tiếc rằng là trong số những lực lượng này, còn có một bộ phận không nhỏ, mặc dù đã từng cống hiến gần trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân, nhưng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, họ không giữ được bản lĩnh, hoang mang dao động, chạy sang hàng ngũ của kẻ thù, phản bội Tổ quốc, tiếp tay cho kẻ thù chống Đảng, chống Tổ quốc và chống nhân dân. Vì sao họ lại tập trung chống phá xuyên tạc vào công tác chuẩn bị về văn kiện và nhân sự của Đảng ạ? Đại hội nào trong thời kỳ đổi mới thì họ cũng xoáy vào hai vấn đề này. Thì tôi cho rằng là trước hết là đối với văn kiện của Đảng, mà trong hệ thống các văn kiện được thông qua tại đại hội thì có thể nói là một trong những cái văn kiện quan trọng nhất đó chính là báo cáo chính trị. Mà trong báo cáo chính trị, ở trong đó sẽ trình bày những vấn đề về mục tiêu, phương hướng, định hướng chiến lược phát triển của cách mạng Việt Nam, của đất nước Việt Nam, kể cả trong hiện tại, trong những năm sắp tới, và thậm chí là như văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, chúng ta sẽ đề ra tầm nhìn đến năm 2045. Đấy là thời điểm mà chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên là nó có những nội dung rất là quan trọng. Nếu như chúng ta mất cảnh giác, nghe theo sự tuyên truyền xúi dục của các lực lượng này, chúng ta sẽ chệch hướng về mặt chính trị, sai lầm về mặt đường lối, thì tôi cho rằng đấy là một vấn đề vô cùng nguy hiểm. Còn một vấn đề nữa mà tôi cho rằng là các thế lực thù địch cũng tập trung chống phá, đó chính là chống phá về công tác nhân sự. Bởi vì chúng ta biết rằng là muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Đúng như Bác Hồ đã nói, chủ trương đường lối của Đảng dù có đúng đắn đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu như không có được một đội ngũ cán bộ ngang tầm thì chúng ta cũng không thể thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối đó. Bài học của Đông Âu và Liên Xô, tôi cho rằng là về công tác nhân sự vẫn là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với chúng ta. Ngoài việc trực tiếp chống phá về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội Đảng thì họ còn có những cái thủ đoạn nào khác nữa? Như chúng ta đã biết, đây là một cuộc chiến tranh không có khói súng. Vâng. Nó không phải tập trung chống phá trên một lĩnh vực nào cả. Nhưng trong thời điểm hiện nay là nó đang tập trung chống phá hai vấn đề quan trọng nhất trước thềm đại hội lần thứ 13, đó là công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Nhưng mà ngoài ra nó còn sử dụng một loạt những cái thủ đoạn khác. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn là kêu gọi hợp tác với một số nước, một số tổ chức quốc tế để mà thực hiện can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ví dụ chẳng hạn vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề dân tộc. Cho nên là chúng sẽ tập trung huy động những cái lực lượng đó kết hợp với những lực lượng phản động thù địch ở trong nước cùng chung nhau ngóc đầu dậy, chống phá, gây mất ổn định chính trị và làm hạ cái giá trị tầm quan trọng của đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tôi thấy được rằng là họ còn kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế can thiệp phá hoại về kinh tế, đúng không ạ? Vâng, đúng thế. Trong tất cả những cái chủ trương đường lối mà chúng ta đã đề ra thì một trong những vấn đề nguyên tắc đó là kinh tế quốc doanh hay là kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thế thì các thế lực thù địch hiện nay đang xoáy vào vấn đề đó. Nó lợi dụng những cái hạn chế yếu kém của kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể để tuyên truyền kích động đòi chúng ta phải từ bỏ quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò của kinh tế nhà nước cũng như là kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường. Nó lợi dụng cái quá trình mở cửa hợp tác đầu tư phát triển kinh tế để thực hiện những cái ý đồ sâu xa về mặt chính trị, kích động bộ phận này, bộ phận khác, khu vực này, khu vực khác, kể đặc biệt là các khu công nghiệp. Để thực hiện những mưu đồ đen tối đó thì họ đã sử dụng những chiêu trò gì ạ? Ở mỗi một thời điểm để nó tung ra những chiêu trò khác nhau. Tôi lấy ví dụ, nó lợi dụng những cái sơ hở, những cái hạn chế yếu kém trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và đặc biệt là kể cả các cấp bộ Đảng và chính quyền cơ sở. Và kể cả những hiện tượng tiêu cực, những vụ án tiêu cực mà chúng ta đã xử thì chúng đang triệt để khai thác những thông tin này để từ đó xuyên tạc, bóp méo, phủ định tính đúng đắn trong chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Và đặc biệt còn có một cái hình thức nữa, đó là các thế lực thù địch hiện nay đang tập trung dương đông kích tây, thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chúng tổ chức khuyến khích du nhập văn hóa phẩm đồi trụy, những cái lối sống không phù hợp với phong tục tập quán
bản sắc văn hóa của người Việt Nam để đầu độc thế hệ trẻ. Vậy sự nguy hiểm của những chiêu trò đó là như thế nào? Tất cả những cái vấn đề này nó trực tiếp đánh vào tư tưởng, cho nên là chúng ta không kịp thời phát hiện những cái vấn đề này. Mà nếu như chúng ta cũng không xử lý nghiêm minh những vấn đề này, để cho những hiện tượng đó tán phát, những hiện tượng đó tiếp diễn, thì tôi cho rằng là vấn đề đầu tiên là nó sẽ gây nên cái sự mất ổn định về mặt chính trị. Mà khi mất ổn định về mặt chính trị rồi thì đấy chính là cơ hội để cho các thế lực thù địch tập trung chống phá các lĩnh vực tiếp theo để mà tiến tới thực hiện cái mục tiêu của nó. Cho nên là chúng ta cần nhận diện cho đúng những cái âm mưu thủ đoạn, những chiêu trò đó để chúng ta có những cái chủ trương biện pháp chỉ đạo đấu tranh một cách có hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sự đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả cùng các đồng chí, qua những phân tích lý giải của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sự đã cho thấy bằng những giọng điệu xảo trá thì các thế lực thù địch phản động đang cấu kết chặt chẽ với những kẻ cơ hội công thần để xuyên tạc chống phá Đại hội Đảng với mưu đồ thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Và đây là những thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm, cần phải được vạch trần, lên án và bác bỏ. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý khán giả cùng các đồng chí.